Căn cứ vào kết quả chấm thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triệu tập các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2023 của 5 môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Trong đó, thí sinh tham dự môn thi toán phải đạt từ 23 điểm trở lên, vật lý từ 17,25 điểm trở lên hóa học từ 26,625 điểm trở lên, sinh học từ 26 điểm trở lên và tin học từ 22,60 điểm trở lên. Theo điểm số này, đội tuyển học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu có 11 em lọt vào vòng 2, đặc biệt trong số này có một học sinh đang học lớp 10. Thí sinh này cũng từng là thủ khoa vào lớp chuyên toán năm 2022 đến năm 2023 với điểm môn chuyên tuyệt đối 20 trên 20.